vậy là xong đó em. Dạ đúng rồi. Rồi cho anh mượn luôn đi. Rồi cả nhà, cái này là full top pin đúng không? Dạ. Đặc biệt á. Dạ. Rồi. Cái này là đặc biệt gà với lại tôm. Cái đặc biệt á thì mình thấy có một cái miếng tôm nè, chả tôm nè, một trứng vịt nè. Cái này gì em? Giờ này cũng là 6 giờ cả nhà. Nhưng mà không biết sao là bầu trời giờ này cả hơn nửa tháng nay 6 giờ mà vẫn còn thấy sáng, bầu trời rất là sáng luôn cả nhà. Còn bây giờ thì Mến sẽ quậy những cái thuốc côn trùng. Rồi Mến sẽ đi ra sầu riêng. Trời ơi, để nó nói coi. Mời yên xuống ơi. Thì Mến sẽ quay cái quá trình lại phun ngoài sầu riêng. Nhưng mà cái Mến sẽ tua một cái đoạn rất là nhanh nha cả nhà. Tại vì ba sầu phun hết cái vườn thì nó tầm khoảng 3-4 tiếng. Nếu mà Mến để hết thì chắc có lẽ là chú anh chị xem rất là nhàm chán và cũng không có xem nữa. Cho nên là Mến sẽ tua nha. Thì bây giờ Mến sẽ bắt đầu pha luôn. Cái phải bịch cho nó kín lại và cái cọng dây nó dài quá cho nên là siết lại một vòng. Cái bao tay giờ nó cũng gắt rồi, mỏng gầy làm nó gắt rồi cả nhà. Nãy giờ thì Mến cũng đã quậy cho nó đều rồi cả nha. Bây giờ Mến sẽ xả nước vô thêm dặn cho nó đủ 1.000 lít. Rồi quậy một bơm lên tới 1.000 lít rồi Mến sẽ quậy thêm 5 phút nữa. Đó. Cho nó đảo cho nó đều luôn. Cũng được 15 phút rồi cả nhà. Cũng được 800 mấy lít rồi. Vì là nó nhanh á, nếu mà Mến khóa cái bếp ngoài kia nữa là nó bơm nhanh lắm, nhưng mà bơm nhanh á thì sợ cái lực nước đưa lên đó cả nhà. Nó quá mạnh đi, sợ nó bung ống ra. Cho nên là Mến phải xả từ từ nha. Rồi xong thì cái đảo đều cái nữa là kéo cái giường thôi. Giờ Mến cũng đảo đều xong hết rồi, giờ Mến kéo cái giường cả nhà. Những cái nhánh non này, đọt non này kia nó hiện tại nó đang ra rất là nhiều luôn. Cho nên là tới đêm thứ 4 là Mến phải phun. Phun rồi cách là 3 đêm, đêm thứ 4 là Mến phải phun lại. Để không thôi á là ngành đỏ nó sẽ tấn công á cả nhà. Thì lúc đó thì xử lý không kịp thì nó vụn lá như cái video trước là Mến đã quay cho cả nhà xem ở trên vườn 36 hoặc là những vườn khác á. Bây giờ phải đi phải đội thêm cái đèn ở trên đầu nữa để tối á, để còn thấy đường để phun côn trùng nha cả nhà. Phun cái này thì phun cho nó ướt đều nha. Đọt non kìa, phun ra cả nhà ta. Phun đi lắm phun luôn. Rồi
gà đọt ngon phải dán giữ cơ đọt mới được. Mấy giờ con? 8 giờ rồi chứ. 8 giờ hả? 8 giờ mà chưa xong nữa cả nhà. Tại vì bằng đêm á di chuyển nó hơi chậm. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà còn mấy chục gốc nữa. 1 2 3 4 5 6. Tầm khoảng 15 gốc nữa cả nhà. Mới kêu cô tí vô lấy nước giùm mến. Khô cả cổ ha. Mới xin mời cả nhà nha. Tranh thủ phun xịt cho rồi cả nhà. Và cái nấm này thì nó nói chung là nó không có độc hại đâu, mà mến phải giữ sức khỏe cho mến. Đeo khẩu trang trước đây là mến không có đeo nha cả nhà, nhưng mà từ lúc nhiều cô chú cũng góp ý ra vườn này kia rồi cũng đeo khẩu trang lúc mà phun. Mày đi đâu mày cũng đi theo tao thân vậy hả? À, đi nhà đi thuốc men không nè, đi vô nghe không, chút đi vô cho ăn ăn khuya, cái giờ này ăn tối thì chưa vào mới phun, và chiều mới ăn chỉ có một gói mì xong rồi phun tới giờ cái nha. Bây giờ nói chung cũng hơi đói bụng mà cản cũng gắng cố gắng thôi, lúc nào cũng vậy mà. Hôm nay là nguyên cái quá trình để chia sẻ đến với cả nhà. Thường thường để hôm nay nói là mến quay mà sao mà không quay chỉ có một góc hay góc và biết có xịt hay không. Hôm nay mến sẽ quay tôi nhanh để cho cô chú anh chị xem luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi. Vô nhà đi, đi lên. Vô nhà đi, ra đây làm gì? Ba thúc, ba có con phun trùng không à? Đi vô nhà đi. Lên, vô tiện. Nói mày lì không à?
Bây giờ cũng là 11 giờ cả nhà, là 23 giờ. Mến mới ăn tối nãy giờ xong là 9 giờ mấy gần 10 giờ mới xong. Cho nên là tắm rửa xong bây giờ là đói bụng á. Cho nên là xào làm mì khô rồi xào thịt bò cả nhà. Mến xin mời cả nhà nha. Mời cả nhà miếng bò. Mến mời cả nhà ly cà phê buổi sáng nha. Sáng này á thì sương vẫn còn động trên lá bưởi cái nha, cho nên á thì mến ra ngoài suối này uống một ly cà phê rồi xong á đợi nắng lên chút cho nó khô sương rồi mến phun đuổi rùa vàng nha cả nhà. Dạ, đồng đi theo hết trơn vậy. Giờ mến sẽ tranh thủ đi vô trọng để bơm nước vào bột và đợi nắng cho nó khô sương rồi mến bắt đầu phun nha cả nhà. Thôi đi vô nhà con.
thì mến này hồi sáng giờ mới đi ra làm cả nhà, nhưng mà thầy xin mới gọi cho mến là nói nếu mà cưng có thời gian thì chạy xuống để lên máy tính ngồi học, tại vì cũng sắp thi tới nữa cả nhà, còn khoảng 3 ngày nữa là thi rồi, cho nên là ông thầy mới gọi cho mến nói là sao mà lúc này không thấy mến đi xuống dưới học, thì nói là tại vì mấy ngày hôm nay là làm ở trong vườn á, cho nên là không có thời gian học. Rồi bình bưởi thì hằng ngày hôm qua mến cũng vừa buổi sáng thì mến phun con phun xua đuổi cua vàng nè, rồi xong thì mến buổi chiều thì mến làm những cái gốc bưởi á cả nhà, những cái gốc bưởi, tạo gốc bưởi xung quanh để nhổ cỏ quăng vô gốc á, cũng được buổi chiều hôm qua thì cũng được 5 gốc rồi cả nhà. Nói chung là làm bằng tay thì nó rất là lâu luôn. Nói là nếu mà làm bằng máy thì trong vòng 2 ngày rưỡi là sẽ gọi ở bên bưởi rồi, cho nên á hỏi mới về thép cũng có lên, và mến định là chắc những cục đá xung quanh cái gốc bưởi để tạo cái khung tròn á, để mình làm cái dấu đó luôn, rồi cái mình nhổ cỏ mình quăng vô thì nó che được những cái gốc bưởi và nó làm độ mát và nó có phân để cho bưởi ăn luôn cả nhà, trong lúc mà nắng nóng á. Nhưng mà thép nó sợ là sau này cải tạo đất lại á, thì dướng đá này kia hơi khó, cho nên là thép nó thôi bây giờ anh cứ làm vòng tròn ở ngoài rồi xong cái là anh nhổ cỏ anh quăng vô cũng được, nhưng mà để cỏ hơi cao cao rồi anh không quăng vô thì nó mới có phân nhiều. Cho nên thì sáng vào mình cũng đi ra đây nè, cũng xây vòng cũng được mấy mô rồi, định là làm luôn. Nhưng mà cái ông thầy ông gọi mến, ông thầy gọi bây giờ thì mến phải xuống dưới học, chắc có lẽ thì học chiều nay hoặc ngày mai nữa thì tranh thủ về làm tiếp cái nha. Với lại là cái ngày mốt cái xuống dưới là mến học, nhưng mà nãy mến có gọi em trai Hậu thì em trai Hậu nói là chiều nay là em trai Hậu làm ca sáng, chiều không có làm, cho nên nó thì xuống dưới để rủ em trai Hậu đi ăn uống luôn cả nhà, tại mấy ngày mến mới xuống một lần, với lại hôm nay đi học nữa, để có gì thì xuống dưới mến sẽ chia sẻ đến với cả nhà nha. Còn bây giờ thì mến phải tranh thủ đi xuống dưới để học qua buổi chiều nha cả nhà. Rồi cái câu này bây giờ nó có 3 biển. Dạ. Thứ nhất là biển tam giác màu đỏ là biển nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà nó có hai mũi tên nữa là mình mới đọc là nguy hiểm đường hai chiều. Dạ. Biển tròn đỏ là biển cấm. Dạ. Nhưng mà nó có một cái mũi tên đỏ và một cái tên đen, thì cái biển này mình đọc là nhường đường cho xe đi ngược chiều. Dạ. Hoặc là nhường đường thường qua nơi đường hẹp. Dạ. Biển hình vuông xanh là biển chỉ dẫn. Yeah. Chỉ dẫn nhưng mà mũi tên trắng, mà biển này có một mũi tên trắng và mũi tên đỏ, thì mình kêu biển này là ưu tiên qua đường hẹp. Là mình là ưu tiên đi qua đường hẹp hay là xe chạy ngược chiều qua đường hẹp? Mình được ưu tiên, có nghĩa là em nhớ là mũi tên đỏ yeah. là phải dừng lại. Yeah. Ví dụ xe ngược chiều nó là mũi tên đỏ thì nó phải dừng lại, nên mình được ưu tiên qua đường hẹp. Giống như cái biển này mình là mũi tên đỏ. Dạ. Nên mình phải dừng lại để cho xe ngược chiều nó đi qua. Em thì lộn cái xe hình này rất là nhiều luôn. Thì sau khi mến học xong á, mến qua nãy giờ rồi, đợi ly tắm rửa rồi mến tắm rửa xong mới ra cả nhà, rồi em cây Hậu mới cũng mới chạy qua. Bây giờ cũng đói bụng rồi. Bây giờ đi ăn cái gì em? Dạ anh Hậu và anh đi ăn bánh mì nướng. Chỗ ngon rẻ đó. Rẻ không? Rẻ. Rẻ là được rồi. Phải rẻ không? Phải rẻ không? Vậy không nghe. Thiệt. Thôi. Đi thử biết. Ở đây đằng sau em. Đâu? Gần hả? Ngoài
Chục ca một luôn hả? À. Thôi giờ mình đi thôi. Buổi chiều giờ bữa nay xuống ca mấy giờ? Để em làm 5 giờ về. 5 giờ về hả? Nãy giờ đợi lâu không? Cũng lâu lắm anh. Lâu lắm anh hả? Cũng lâu lắm mà. Thôi giờ là Mến với Ly sẽ chạy đi cả nhà. Cầm máy giùm anh luôn em. Thôi mình đi thôi. Thôi bây giờ đi cả nhà. Đây đó xa không em? Cách khoảng mấy bao nhiêu cây số? 700 cây à? 700 cây số cả nhà. Nhớ ngon là được à, rẻ mà ngon là được à. Mà nãy giờ quên nó hỏi em cây hậu có ăn bánh mì được hay không nữa chứ cả nhà. Nó rẻ là ngon rồi xong rồi mới đi luôn à. Thôi để đợi tới chỗ đi tại đi xe. Ăn bánh mì được không hậu? Bánh mì ăn được không? Bánh mì hả? Hả? Dạ cũng được, nhưng mà em lát nữa em chở anh chị đi một cái quán ăn có ngon bánh mì nữa. Ngon hơn bánh mì nữa hả? Và rẻ hơn bánh mì nữa. Thôi vậy bây giờ mình trước tiên là mình lại bánh mì trước đi. Rồi mua xong rồi hãy chạy qua bên đó. Để coi ăn bánh nào ngon nha cả nhà. Bao ngon bao rẻ luôn. Ok. Nghe nói bao ngon bao rẻ là được à. Sắp tới cho em. Sắp tới hả? Cua trái phải? Trái hả đúng không? Quẹo trái hậu ơi, quẹo trái, quẹo trái. Ở đâu em? Ủa, đó hả? Vậy chạy chạy hút đi thì bọc lại chứ. Chứ mình đâu chạy được vậy. Chạy hút đi. Chạy hút ơi, chạy hút ơi. Qua đường này mình thấy ít xe chạy cả nhà, tại mọi người đi đường kia nhiều. À, cái quán nhỏ nhỏ ngay đằng xanh đỏ đó em. À. Quẹo vô, quẹo vô, quẹo vô hậu ơi. À. Mến đầu tiên mà mến bất ngờ nhất là cái đó, để tên ăn là yêu nè cả nhà. Tên bánh ăn là yêu quá. Ui nhìn thấy hấp dẫn quá cả nhà. Ủa vậy là em nói bánh này hả? Một cái 25k, tam giác 23, còn cuộn 25. Tam giác 23, cuộn 25, cuộn 25. Em ăn cái nào em? Ăn tam giác. Ăn tam giác. Ha, vậy là bây giờ lấy em hai cái tam giác hai cái cuộn đi. Hai tam giác hai cuộn. Dạ. Giờ mến sẽ kêu bốn cái nha cả nhà. Tại vì là em hậu nói là cái bên chỗ nào á bán bánh mì sandwich hả? Hay là hamburger? Sandwich hamburger. Hamburger. Hamburger, ok. Để Mến sẽ mua 4 cái ở đây rồi hồi mua xong là chạy qua bển mua để coi phân biệt là cái nào nó ngon hay là nó dở nha cả nhà. Qua. Ủa. Ủa cái đây này. Ủa cái này giống bánh tráng sữa quá chị. Ờ không nhưng mà nó dẻo nha. Còn cái tam giác thì nó giòn, cái cuộn thì nó dẻo. Ui. Cả nhà. Nướng lên nó thơm. Giống thử đi, em cứ ăn là cảm nhận. Ăn sống được hả chị? Không, đó chị nướng đó. Em tưởng là ăn sống được. Ôi, y hệt như cái bánh tráng sữa ở miền Tây luôn cả nhà. Nhưng mà cái đó tráng sữa mình màu trắng đục, còn cái này trắng khác mình phải nướng em ạ. À. Còn cái kia là ăn sống. Cái này ăn sống được không chị? Không. Không luôn. Ừ, không được. Nè, phải nướng lên nó mới chín. Wow. Nhìn hấp dẫn quá vậy. Cái wow. Này thì nó giòn, cái kia thì nó dẻo. Nhìn đúng hấp dẫn luôn cả nhà. Kiểu bánh gọi là tam giác Thổ Nhĩ Kỳ đó. À. Em ăn đây lâu chưa em? Hả? Nướng ra hả? Vậy này, ăn lâu rồi. Ăn lâu hả? Bởi vì trước chờ giấu không ở nhà.
bữa nay mới dẫn món đi ăn cả nhà. Nói ăn món, anh nói anh muốn em dẫn anh đi ăn món độc lạ mà. Thì đi thì đấy. À, nói chung là món cũng thật sự là bất ngờ luôn. Này nó chỉ là 22.000 đến 23.000 thôi cả nhà. Chị bỏ riêng nha. Dạ. Cái này là có chung ớt nè. Dạ. Cái này chắc sai đại. Đâu em? À. Một tiểu là cái sai đại sai lớn gì? Cái này cuộn đúng không? Cái đất nước đó nhiên. Cái này là châu Âu. Hả? Nước ngoài đồ á. À. Sai đại rồi. Sai đại hả? Chị, thấy là chị cuốn cái sai này đâu hả? Có lớn không? Trời ơi, nhiều nhiều thịt chị luôn hả? Không, cái này do chị làm gì chứ. Tùy đứa, cái tay chị nó quen rồi. À, đừng có để tương ớt nha chị. Ờ, quên rỡ. Hai cái, một cái không để tương ớt. Dạ. Trứng gà đúng không? Dạ. Trứng gà thôi, không để tương ớt. Đến tưởng em tưởng món bánh mì này kêu đang bánh mì nướng á, tưởng là bánh mì Việt Nam á. À. Nướng. Xong tới đây thì à cái này là nhớ là cái này còn gọi là kim bắp á. Kim bắp. Kim bắp á. Kim bắp cuộn với lại kim bắp tam giác. Người ta gọi là kim bắp á. À. Trong Sài Gòn nhiều lắm. Ngon ca. Chúng ta ăn tép. Đúng rồi, chị phải để riêng dấu đó cho em. Nó như là một cái miếng bánh pizza, một phần tư của cái bánh pizza vậy. Nghe nói hấp dẫn quá vậy. Vậy là có ăn rồi hả hậu? Không, em biết em chưa ăn luôn á. Ý là khi mà đường nhìn nhiều. Rồi. Có thử hoàn nào. Bây giờ để cho chị. Để cho chị làm thử hai cái này coi cả nhà. À, mến sẽ đứng xa xa ra nha. Em nó quay phim giới thiệu đó. Quay phim giới thiệu. Quay mà cái kia. Cũng vậy luôn nghe chị, một cái ớt, một cái không ớt nha. Đây đây, nó quay cái thịt của cô đi cả. Quá, wow, cây thịt luôn hả? Thịt đó đang quay chỉ xìu xìu. Quá, wow, hấp dẫn cả nhà. Không, cây thịt này là đã, cái gì đã cắt bớt rồi đúng không? Ừ, bình thường là nó bự lắm, lắm á. Ồ. Một tảng nó bự. Quá, nhìn quá hấp dẫn luôn cả nhà. Thật sự luôn, nhìn thấy mà mê con mắt. Hôm bữa là gì? Đưa anh đi thử cái món Thái. Cái này là tương ớt, Thái Lan. Cái này là tương ớt, cái này kẹo lộn. Hôm nay gì? Chị Ly hả? Dắt anh đi về qua Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm bữa giờ đi Thái Lan rồi. Dắt rồi Thái. Để lát nữa nó cháy, nó xèo xèo, nó quay cây kia. Dạ. Ớt luôn. Cái nào có tương ớt thì để cho Ly, tại vì Ly sẽ ăn tương ớt cả nhà. Chứ em Hậu ăn tương ớt, còn Mến là chỉ ăn tương cà thôi. Sao vậy anh bị gì vậy? Anh hồi đó giờ anh không có ăn tương ớt được. Mỗi lần anh ăn là bị Tào Tháo ruột. Dạ không, tại vì đó giờ không có ăn tương ớt được á. Chị cột cái đèn dây thun vô để chạy xe. Dạ. Nói chung là bánh thì để ở đây, nếu mà mình cần á thì chị sẽ đem ra cái lò nướng cả nhà. Lò nướng xong rồi nướng mới đem vô làm. Rồi ok, đợi em nha. Qua. Wow. Nhìn thấy hấp dẫn quá cả nhà. Nãy cái phần đầu là nó chạy mỡ rồi. Dạ. Đó nên bây giờ cũng đúng là cái này. Để anh Mến vô anh thử làm cái thôi. Thôi anh thử cái là bỏ luôn á. Ủa bây giờ cái này là mình sắt là sắt sao chị? Ờ, được, để chị làm cho. Chị sắt cho em xem thử coi. Qua. Hay vậy. Ui, lần đầu tiên mới thấy. Bởi vì mới gọn với cả nhà. Nhìn thấy hấp dẫn ghê thiệt chứ. Quá chảy ngon luôn. Thịt thơm lừng cháy xèo xèo. Và bữa bát cô nổi tiếng đó nha. Nhìn quá hấp dẫn cả nhà. Ở đây gọi là đối diện gì? Cái này gọi là hồi cá. Đối diện hồi cá hoặc là đối diện Mobifone. À, đây là đối diện cái chỗ mà phố đi bộ. Ừ, phố đi bộ. Ở đây cũng có là đặt gáp được luôn cả nhà. Gáp đang đi lại như là đặt rồi xong rồi chỉ làm thì Gáp sẽ đi lấy dao luôn cả nhà. Rồi cái này tổng cộng là 4 cái. 4 cái có 9 mấy ngàn nè. Rẻ hả?
Từ đó em nói dẫn anh đi vô rỉ nhất mà. Con cái có hai mấy ngàn, thật sự mến thấy thịt rất là nhiều luôn cả nhà. Còn bây giờ thì đi lại chỗ hậu á, rẻ như con này không? Rẻ lắm anh. Rẻ hơn nữa hả? Dạ rẻ lắm. Rẻ lắm à. Rồi bây giờ mấy anh em mình đi rẻ thiệt nha. Đi thôi. Rồi bây giờ hậu đang dẫn đường nha cả nhà. Mến thì không biết chỗ đó đâu, hậu biết thì hậu dẫn đường. Gần đây không hậu? Gần hả? Ờ gần vậy đi. Rồi cứ chạy trước đi, chạy trước đi. Biết đường thì chạy trước, ăn anh mới chạy theo được. Ở đâu? Rồi rồi qua đi, qua đi. Ok. Tới rồi cả nhà. Trời ơi, đi ăn hàng ngày mà cũng quên đó. Cái này chết luôn rồi. Ha, bà ru. Ăn hàng ngày mà cũng quên nữa. Ở đây đúng không? Ủa? Cái nào rẻ nhất đâu? Đó, rẻ nhất á. Rẻ nhất là cái này nãy. Cái gì? Thì rẻ nhất là này là rẻ nhất à? Đúng rồi. Ôi, giá 20, 25, 25. Ủa, có 5 ngàn, 7 ngàn nữa nè. Không, cái đó là món thêm. Còn rẻ nhất là cái này này. Nó rẻ nhưng mà nó bao gồm nhiều thứ. À. Vừa rẻ mà vừa có tất cả. Rồi bây giờ lấy cái nào rẻ nhất đi. Là lấy cái nào rẻ nhất. Ừ. Là lấy cái này đúng không? À. Ủa, cái này một cái hay là hai cái ta? Cái một cái hả? Một cái nhưng mà kiểu là đặc biệt thì trong đó nó có cái gì đồ á. À. Nhiều topping đó. Thôi bây giờ nhiều topping này cưng có ăn rồi, bây giờ thì vô kêu đi. Mình vô kêu đây thử hai cái đi. À. Thì anh lựa đi. Anh với chị lựa cái nào? Bây giờ lấy cái nào? Thì... hay là anh muốn ăn cái đặc biệt, thử bên trong nó có cái gì? Để sao? Cũng được á. Ừ, vậy burger bò đi. Ừ, bò hả? Còn anh ăn đặc biệt thì anh kêu đặc biệt. Đây nè. Ủa em. Giờ anh với hậu kêu rồi, em kêu cái gì đây? Ăn giống mọi người. Ăn giống mọi người, ăn đặc biệt nha. Đặc biệt. Nha. Rồi. Nói chung là rẻ cũng có rẻ cả nhà, nhưng mà cái mới thấy một cái là 50k thì để giờ hậu nói là cái full topin là nó rất là ngon, nhưng mà để kêu cho ly cái 50k luôn. Ăn nổi không em? Chắc nổi. Chắc nổi hả? Vậy chị làm cho anh cái hai cái là nó cái nào ngon thì được. Ừ, cái nào em thấy ngon, ai biết là em trai nói là ở đây ngon. Dạ rồi, đặt cái đặc biệt của anh là hai cái của anh đều có rau hết thì sao ạ? À? À đúng rồi. Dạ cái rồi. Nào cũng rau. Dạ đợi em một chút nha. Rồi ok em. Trời ơi. Anh ăn quán này bao giờ chưa? Chưa. Ờ. Bởi vậy nghe nó rẻ còn ngon mà. Tao thấy cái giá nó 50 ngàn cái giật mình. Giá đó giá rẻ rồi. Ờ, giá rẻ hả? Giá rẻ rồi. Qua. Wow. Vô đây để mình học hỏi luôn, mơ sau này mình có làm mình bán em. thấy làm hấp dẫn quá cả nhà. Chỉ cho đối tượng cạnh tranh. Đừng nói nó nhỏ thôi. Nói rồi chỉ nghe chứ chỉ không làm á. Cái này chỉ là nhìn thôi chứ cái mà nguyên liệu để tụi em làm ra thì nó rất là kỳ công đúng không? Nhìn thôi chứ để mà làm ra thì nó sẽ có. Mình thấy làm nó hấp dẫn á cả nhà. Anh em thấy đang bán sushi nữa sao hả? Cái gì? Sushi hay là bánh bao kẹp? Bánh bao kẹp. Dạ. Bánh bao kẹp là của tụi em luôn. Bánh bao kẹp là bánh bao kẹp. Dạ, nó giống như là bo bo vậy á, nhưng mà cái lớp vỏ của nó là vỏ bánh bao. Cái gì mà hồi nãy anh dí hình thử luôn.
có cho, không có tiền thử được không? Không có tiền anh thử được không? Tụi em bán một cái lời. Bữa giờ ăn mắm nêm rồi, để ăn mắm hả? Ủa sao biết mình ăn mắm nêm nữa ta? Biết mình mến ăn mắm nêm luôn cả nhà. Gán học lại không? Nhìn nhìn kỹ kỹ nha. Để cái mùa mốt sau này mình về có mình mở cái mình bán cạnh tranh. Chị ở đây mình có mướn nhân viên chị? Có không? Hỏi chị đây. Đấy. À, mai em lên em làm cho chị luôn nha. Để em học hỏi luôn. Được đó cả nhà. Có chịu nắng được hay không á chứ? Không, nắng mưa không thành vấn đề. Cầu học được là được. Có gì sau này cái mình mở cái bên mình cạnh tranh luôn. Kiểu này chắc hội rất bị ăn đòn quá cả nhà. Tối ngày đi tới đâu rồi cạnh tranh tới đó không à. À, cái này mỗi cái là một hộp vịt đó em. Dạ, cái đặc biệt đó thì nó sẽ có trứng rồi hai lớp phô mai, xong nó sẽ có hai lớp thịt cho mình. Hai nếu như mà anh chị nếu mà mình muốn mix lại với nhau đó, thì em sẽ mix lại cho anh chị luôn. Mix lại là sao em? Là kiểu như là bò với lại tôm, hoặc là anh thích gà với lại tôm, là em sẽ mix hai cái đó lại với nhau. Ví dụ một cái thì sẽ là có bò với tôm, có thêm một cái trứng với cả hai lớp phô mai nữa. Đâu em làm thử cho anh coi. Dạ. Nghe nói không làm thử sao biết được cả nhà. Học thì phải học cho tới. Bò thì còn nhân gì mà. Dạ sao anh? Ngoài bò thì còn nhân gì. Dạ em có menu ở trước. Coi giùm em. Anh ơi cái menu. Cái đó là chị chủ hay cho em? Dạ đó là chị quản lý bên em á. Chị quản lý hả? Ủa đây mình bán ở đây còn bán ở đâu nữa không? Dạ em có chi nhánh bên nhà văn hóa. Nhưng mà nó là chi nhánh bên Ba Kiệp. Còn burger thì chuẩn bị mở. Ừ. Để chuẩn bị thôi. Chưa chân quảng cáo luôn cả nhà. Tranh thủ. Chưa tranh thủ quảng cáo luôn cả nhà. Công nhận cô nhân viên này nhiệt tình dữ thiệt. Sao em? Dễ không em? Thấy dễ làm không? Ủa cái đó là cái gì chị? Tôm em à. Tôm cái chị? Tròn tròn này là tôm. Tôm hồi nãy giờ chợ em tưởng tô chiên á. Em có hỏi là chị bán tô chiên hả? Sao thì ra nãy nãy giờ anh cũng định hỏi ủa sao tôm nói tôm adomo không thấy. Em tưởng là biết tô chiên em bỏ đây tôm. Anh cũng định hỏi đó. Anh mà bỏ tô chiên. Anh nói tôm ủa tôm sao mà anh không thấy tôm. Cũng đang định thắc mắc. À. Anh mến thì anh tưởng là cái tôm mà tôm nguyên con á. Đúng rồi. Dạ, trong đó là có tôm nguyên con luôn á anh. À. Trong cái lớp vỏ giòn đó là cái có tôm nguyên con luôn. À gì à. Nãy giờ mến cũng định thắc mắc cả nhà. Nãy giờ cũng chăm chú nhìn coi miếng tôm đâu mà không thấy. À. Vậy là xong đó em. Dạ đúng rồi. Rồi cho anh mượn luôn đi. Rồi cả nhà. Cái này là full topping đúng không? Dạ. Đặc biệt á. Dạ. Rồi. Cái này là đặc biệt gà với lại tôm. Cái này đặc biệt á thì mình thấy có một cái miếng tôm nè, chả tôm nè, một trứng vịt nè. Cái này gì em? Cái miếng này gì? Dạ cái đó là gà anh. À, gà và phô mai. Nói chung là full topping 50k là như vậy. À, rồi ok cảm ơn em bỏ vô giùm anh. Dạ. À, thấy bán cũng khá đông á cả nhà. Bây giờ mọi người cũng lại mua này kia cũng hơi nhiều á. Em thường thường ở đây là bán đặc biệt nhiều hay là những cái kia nó nhiều không? Dạ đặc biệt là một ngày bình thường là em bán khoảng cỡ 5 cái. Có 5 cái à? Dạ. Anh hết 2 cái rồi. Nó là một buổi như vậy là em bán 5 cái thôi. À. Đa số là em sẽ bán mấy cái kia. Vậy anh mua thêm 3 cái cho chị đủ chạy KPI đi ở trong ngày đi. Anh ăn không nổi. Chị nói là một ngày chị bán được 5 cái đặc biệt. Em ăn đồ nổi không? Ừ mà ăn nổi mà đâu đủ tiền đâu. Đã nói là bữa nay đi ăn nổ. Những cái ghẻ rồi mà. Nợ. Có cho nợ không chị? Cho nợ em nợ 3 cái đi. Cho luôn hả? Được nha, chị quản lý này nó cho luôn cả nhà. Nói chung là được.
thích mấy chị quản lý gì á. Hết ga luôn. Đừng nói là kêu em đi đổ ga trừ tiền là chết luôn á. Ủa của em xong chưa chị? Dạ cũng xong rồi á. À xong rồi hả? À, đúng rồi. Em ơi cái đặc biệt ở dưới cái bò ở trên vậy nên em còn cái đặc biệt riêng của mình là 150. Ủa một cái đặc biệt riêng là sao? Anh là hai cái đặc biệt đúng không? Nhưng mà hai cái đặc biệt này với lại cái bò ở trên em làm dấu á. Cái này là cái bò. Dạ. Cái này đặc biệt qua dạ, đặc biệt. Dạ dạ đúng. Rồi ok. À, hồi nãy là 90,000 hả cả nhà? Cái này nhiêu nữa em? Dạ của mình là 125. 125. Chưa. Tí đi em có công. Đợi cả nhà. Qua làm không kịp luôn cả nhà ơi. Đây, đếm lại giùm anh nha. Dạ dạ dạ. Rồi em cảm ơn nha. Rồi anh cảm ơn. Chị cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Thôi bây giờ mình sẽ cầm cái này đi chỗ nào thoáng mát này kia ban mến và em mà chạy hậu với Ly ngồi ăn nha cả nhà. Wow, công viên ở đây là công viên nước ra cả nhà. Ở đây là gọi là biển Bình Sơn em. Công viên biển Bình Sơn cả nhà. Em Hậu hiện tại là đang đi trước để đi kiếm một cái góc nào ghế đá để ngồi ăn cả nhà. Ăn xong rồi mấy anh em mới nói là đi uống nước, tại vì thấy ở đây phong cảnh đẹp nè, cho nên là ghé đây để quay một chút xíu để gọi đến với cả nhà xem. Giờ này thì ở đây thì đang nước đang bắn lên, nhìn thấy rất là đẹp luôn cả nhà. Ly đang cầm bánh. Hello cả nhà. Bây giờ đi cái chỗ nào ngồi ăn bánh đi Hậu ơi. À qua kia kìa, qua kia có chỗ ăn bánh kìa. Coi kia sáng kìa Hậu. Anh thấy bên đó sáng kìa. Đó. Mến định đặt máy xuống nhưng mà mến cầm để cho em Hậu review cái bánh hồi nãy là Ly mua đi trước đi cả nhà. Để coi cái bánh nào nó ngon hơn. Hai cái cuốn hai cái kẹp nhưng mà có một cái cuốn là không để tương ớt á. Nhiều lắm đó các bạn. Cái nào có khăn là không có tương ớt. Nhìn hấp dẫn đó cả nhà. Cái đó là có tương ớt á. Rồi Hậu ăn thử cái kia đi. Đó. Nói chung cái bánh này này em thấy nhiều à. Nhiều hả? Đi ra đường á, hồi đó em ở Sài Gòn á. Thấy bánh này nhiều. Xong rồi thường là đi người ta mua ăn sáng nhiều á. Mà em chưa bao giờ em thử đâu. Dạ bây không biết là do mình kiểu làm biến hay là mình kiểu mình thích ăn bánh mì Việt Nam hơn kiểu gì. Vậy là hôm nay có cơ hội để mình thưởng thức rồi. Nói chung là cũng là nhờ Ly mới biết cả nhà. Nãy tưởng là bánh mì và kêu ăn bánh mì nướng á, em tưởng là cái bánh mì Việt Nam là nướng lên rồi có topping là chà bông nè, ruốc nè, tương ớt thịt lên. Cái bánh mì nướng á, nướng muối ớt rồi á, anh nướng sạch tế rồi á. Đâu biết bánh mì này đâu. Tại sao cả nhà biết Mến đang chọn điểm này để ngồi đây mấy anh em ăn không cả nhà? Tại đây là sát vào biển luôn nè. Đó, biển ở trước mặt luôn cả nhà. Ở đó là dưới biển á. Nhưng mà giờ này ít người qua lại á. Thôi, ăn đi chị. Rồi, mời cả nhà đi em. Nãy mà quên kêu cắt ra luôn á. À. Bốn cái mà. Ăn luôn cái hả? À. Trời ơi mình phải ăn nguyên cái chứ không lẽ nửa cái. Ừ.
Rồi ok. Xin phép cả nhà với lại xin phép anh chị em thử trước, em review thử. Tại vì lần đầu em cũng ăn bánh này. Mời cả nhà nha. Nhìn thì trong có vẻ thì nó hơi xấu thiệt. Nó hơi xấu thiệt hả? Nhưng mà bên trong thì không biết có ngon hay không. Chủ là bên trong thôi. Mời cả nhà. Ôi, vừa cái khung nguyện em luôn. Đúng rồi, cái nghe nói là cái bánh này nó nướng ra cây kiểu như dạng như bánh tráng gì đó, nó dai dai. Lạ quá. Lạ hả? Cái vị nó lạ quá. Nhưng mà thơm. cái hậu nó như thế nào? Thơm. Thơm hả? Cái hậu là thơm. Nghe nói thôi là chảy nước miếng cả nha. Chứ chưa ăn nó ngồi đây chảy nước miếng rồi đó. Chứ nó không có giòn, nó chỉ giòn cái lớp ở ngoài thôi. Người ta nói ngoài dạ. Giòn trong dai đó. Đúng rồi. Còn cái topping đó thì nó hơi lạ lạ. Ăn cũng được nhưng mà nó hơi lạ miệng. Nhưng mà nó thơm đúng không? Không, mới cắn cái thì chưa biết như thế nào đâu. Bên trong thì có rau nè. Có cái gì rau với lại là cái gì anh? Nó sú hả ta? Sú. Sú. Cải sú. Rồi món chính là thịt heo. Thịt đúng heo rồi, thịt bào. Cái gọi là thịt bào cái nha. Trong món quá trời rồi. Cũng ok, cũng được. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của em thì em thấy bánh mì Việt Nam cũng vẫn là nhất. Bánh mì Việt Nam vẫn là nhất. Sau khi mình thưởng thức bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ thì mình thấy yêu bánh mì Việt Nam của mình. Tại vì ăn nó không có hợp miệng. Cha nè. Cũng được, ngon. Giờ này mấy bé có xe ở đây kêu bằng nó xe điện á cả nhà. Đó. Mấy bé ở đây chạy nhiều lắm. Chị ăn ấy. Chị thử cái này á. Em ăn đi em. Ui, hấp chưa đó, nhìn thấy hấp dẫn không cả nhà. Màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Hình như cái này người ta gọi là kibap, kibap. Tôi là kibap. Nhưng mà nó cũng dạng như là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà nó có hai dạng. Dạng này là đầu tiên, lần đầu tiên em thấy lúc này, dạng này là nãy giờ em ăn là dạng cuốn, còn đây là dạng tam giác. Cái bánh này thì dạng tam giác này thì nó cũng na ná kiểu bánh mì á anh. Còn cái bánh này là bánh này là kiểu bánh tráng á. Đúng rồi. Đúng không anh? Mình thấy hai cái nó khác nhau. Mời cả nhà ăn nha. Ăn đi em, đói rồi. Nói chung là nãy giờ ai cũng đói ở nhà, giờ này cũng 7 giờ mấy rồi. Ly không có đeo mic cho nên là ly nó hơi nhỏ, cả nhà cũng thông cảm nha. Sao vậy em? Hả? Có hai bạn, mấy bạn kia, bạn quay vô bạn cười. Sao cười? Sao vậy? Sao cười vậy? Anh cái cừu nó cạnh, cái cừu nó quá. Sao cười? Cái này đầy hiện tượng lạ cả nhà. Sao em? Trời, dắt cái xe lên cầu thang. Ôi ơi. Ở đây mà dắt cái xe lên, xe đạp lên bờ biển luôn cả nhà. Sao em? Nói chung là ngon, cái nào cũng ngon. Ngon. Tại em ăn thấy quen rồi. Thấy nó cũng vậy á. Này bây giờ nó sẽ đổ khuôn tròn rồi nó cắt ra làm tư. Thành bốn miếng. Nó nở ra. Bây giờ mình sẽ ăn cái bánh chỗ ly nói trước nha cả nhà. Đây. Cái xe này cũng xe chung á. Xe chung. Xe chung. Xe châu Âu á. Xe chung là xe chung á cả nhà. Mến xin mời cả nhà nha. Đổi quá đổi.
phải nói diễn tả sao coi. Để mình ăn cái trắng cái nữa cái nhà mới cảm nhận được cái nhà. Nó dạng như giống như bánh mì, nó có cái đầu chua và dao, nó kèm theo những cái nước sốt đó, cái nước mà ta đang đổ vô cái nhà, nó thấy cũng ngon á, hai mấy ngàn cũng được á. Thôi ở đó nó có chương trình ban đầu mở là nó có chương trình, nó có 15.000 thôi. Nó có 15.000 mà tặng kèm theo một cái ly nước nhỏ. Tại vì em uống nhỏ sau này nó tăng lên. Nó cũng có tặng kèm, nhưng mà em biết lần là mấy anh về đây là nó không còn nữa. Mấy riêng ra sao? Vì hèn chi sau trước giờ không chắc lo lỗ kinh phí. Ca chương quá bị lỗ. Mấy lần đầu mở là cái tặng nhiều quá, cái bị lỗ, cái giờ không phải tặng. Chắc trước giờ là Ly ăn cái này rất là nhiều nữa cả nhà. Cho nên này trước giờ mến chưa có đừng ăn. Mến mời cả nhà nha. Ngon không? Nếu thầy không mến đánh giá thì có thể cái này 22.000 đúng không? Bánh mì thì cái này có thể là ngon hơn bánh mì nha cả nhà. Bánh mì thịt á thì có cái này có thể là ngon hơn bánh mì thịt rất là nhiều. Cái đó cũng một thứ hay gì? Cũng thứ luôn hay gì? Một thứ mà cái độ giòn nó cao hơn cái độ cho anh thử nha. Mời cả nhà nha. Đúng rồi, sắn vô á, cái miếng như là da bánh mì cái nhà, nó giòn giòn, nó thơm, thơm. Nó ngon hơn mà, ngon lắm, anh ăn luôn. Thử đi, nè. Ảo còn cái nào? Ăn thử nó đủ có độ giòn không? Thơm nó ảo. Ngon hơn cái này nó có độ dẻo. Nè em. Đây nè cái này. Nghe em nói cái này nó như là cái bánh tráng, cái này như bánh tráng, nó dai. Còn này thì nó như bánh mì. Nó thơm lắm mà, lơm cả nhà. Thấy gói bánh mì bằng keo. Giỏi luôn nha. Như cái miếng già luôn, thấy không? Không cắt ra nó sẽ bị bỡ thịt. Bỡ thịt là nó. Thôi chưa tí một miếng thịt thức. Ủa sao mang ấy? Mang ấy luôn. Mời cả nhà nha. Để coi đúng như mới nói không cả nhà. Nghe được không anh? Cái này nó cũng chỉ hơi na ná Việt Nam nè. Là do cái bánh này nè. Nó cũng là cái lớp bột bánh mì của Việt Nam. Cái này chắc là người biến tấu. Có nghĩa là bánh mì Việt Nam nhưng mà nhân là nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này nói chung là cắn vô là thơm lắm cái nhà, thật sự. Ngon. Này ổn không? Bánh thì cũng ăn xong rồi cả nhà, thì em trai Hậu thì ăn chỉ có miếng bánh này thôi, để chùa bụng lại để ăn bánh này. Cái này là 25k hamburger bò. Thật sự cái này là mến bất ngờ, nó rẻ luôn cả nhà. Quá rẻ. Rẻ ăn cái là muốn khóc luôn. Rẻ mà. Nhưng mà rẻ hơn bánh mì thì nữa. Cái 50k một
một cái bánh đắt đỏ. Cái gì? Hai cái này mới vườn được cái này hả con? Không, nếu mà so ra nha, là cái này nó sẽ đồng giá luôn. Nhưng mà do là anh muốn trải nghiệm cái sự mới mẻ, đúng rồi, sự độc đáo, nên anh kêu là cái phần đặc biệt thì giá nó sẽ khác. Còn cái của em á là có 25k thôi. Thì nó sẽ ngang ngửa với cái giá bánh mì hồi nãy mình ăn. Rồi bây giờ con lấy ra cho cả nhà xem luôn, thử khai cái bánh nó khác biệt như thế nào. Thì bên ngoài thì nó sẽ giống nhau thôi. Chủ yếu là cái phần bên trong là nó có cái gì vậy thôi. Giữa 50 với 25 với 50 ngàn. Đúng rồi, dính nó mà. Dính luôn rồi. Dính luôn rồi cả nhà ơi. Mấy bé giờ này chạy xe điện nhiều quá cả nhà. Nó dính cho nên tiếng tiếng kèn. Đây. À chỉ là có một miếng bò với rau salad. Còn mến là một miếng bò, một miếng trứng và một miếng tôm với salad chứ kêu bằng gì? Phô mai. Phô mai. Rồi. Nói chung là 50k, còn cái này là 25k. Ly đang cầm máy cho mến cả nhà, tại vì muốn review cái này là thử khai cái nó khác biệt như thế nào cả nhà. Bình thường ăn hamburger 10 ngàn không là có rau, có dưa leo, cà chua với lại... Ủa sao nãy không nói? Miếng xúc xích 10 ngàn là mắc á. Chứ... Ủa cái mắc bằng này chưa? Mắc bằng này chưa? 10 ngàn là mắc rồi, chứ 50 ngàn là rẻ á. 50 ngàn mà... Khoan 10 ngàn là mắc, 50 ngàn là rẻ. Đúng rồi, 10 ngàn có xúc xích, còn 50 ngàn có xúc xích đâu. 10 ngàn xúc xích, 50 không có xúc xích. Đúng rồi, làm gì có xúc xích. Chưa nghe, anh chưa hiểu lắm. Từ từ, thua lại. Cái gì đâu mà không hiểu, thì bình thường là cái 10 ngàn là đắt rồi đó, 10 ngàn là có xúc xích. Còn 50 ngàn là có xúc xích đâu. 50 ngàn nó có bò rẻ rề mà. Bò rẻ hả? Ừ. Nói chung thì cái bánh giá nó đắt đỏ thì cả nhà. Nhưng mà người ta nói là đắt thì ngon hay không á thì bây giờ mình ăn mới biết được nha. Chứ không phải là nó đắt mà không ngon đâu cả nhà. Để mình thử coi. Nói chung là tiền nào của đó cả nhà. Rồi mình xin mời cả nhà nha. Xin mời cả nhà nha. Burger. Anh ăn cái cầm máy cho anh nha. Sao? Ủa cưng ăn hoài mà cưng thấy sao sao là cưng ăn vị nào? Bình thường ăn 10 ngàn là đắt nhất, tôi thấy nó lạ quá. Ủa cái gì là cái 7 ngàn, cái 10 ngàn đổ nãy đó hả? Đúng rồi. Nghe cái khỏi muốn đơ luôn cả nhà. Không, cái này nó hơi lạc. Cái này nó hình như nó bị thiếu tương ớt á. Mến thử lại một cái nha. Em sẽ ăn tương ớt và tương cà. Nhân bên trong mềm, ôm, vừa ăn. Ngon cả nhà. 50k ngon á. Nghe có mùi tôm nè, thịt bò miếng dày lắm cả nhà, bò dày nha, thơm rất là ngon luôn. Không phải là người ta nói là đúng là tiền nào cũng lấy cả nhà. Quay gần lại cho cả nhà xem nhiều em. Nói chung là cái miếng bò mà nó dày cái cỡ này nè cả nhà. Đó, mến xin mời cả nhà nha. Bò này là người ta đã băm á và nắng nó thành hình tròn để bỏ vô cái ổ cái bánh mì này rồi. Cũng được, chất lượng. Nhà mình thiếu tương ớt.
nói chung sự vị cay, cay nhẹ. Không nổi cứ nói ăn tương ớt, ăn đồ cay khi người ta bỏ nhiều nhiều vô. Nói chung là mến đánh quê cái điểm cái bánh á, thì chắc có lẽ là chín điểm rồi nha. Tại ở ngoài mến thấy cái hình á chụp cái bánh dày lắm. Vậy nè, hình ảnh chỉ mang tính chất mình họ thôi anh. Thôi vậy hả, cái ai ngồi đâu làm con xím à. Nhưng mà thật chắc nha, ngon chứ không phải là không ngon nha cả nhà. Đúng là người ta nói tiền nào cũng nấy ha. Tại vì cái này hai cái đặc biệt liên cái ăn cái nha cả nhà. Mến xin mời cả nhà ăn cái nữa nha. Ngon cưỡng không kìa, không đợi cả nhà. Ăn cái hamburger này là bằng một bữa tối no nê luôn. Một cái hamburger này cả một ngày anh ăn ở trên giường đó, để cự luôn á. Ăn một buổi bằng cả một ngày luôn. Ừ. Ở trển anh ăn một ngày có 50 ca nhiêu. Bây giờ để cho Ly vô ăn nghe cả nhà. Đó, thử nghe. Anh nói đúng không? Của em cũng đặc biệt á. Ủa? À đúng rồi, đúng rồi. À, anh của anh không có gà. Của em có gà. Em bằng tôm. À có gà. Của em có gà, có tôm. Mà không có bò. Ờ không có bò, đúng rồi các bạn. Có gà mà không có bò. Thế. Rồi là hai mình sẽ được chọn hai lần nha. Hai nhân chính. Rồi giờ em ăn review cho cả nhà nghe thử coi. Cánh gà nó đủ giòn lắm. Ăn thử không? Ăn thử đi. Anh ăn trúng tôm nào, gà nằm bên đây. Em biết sao mà anh ăn gì không? Yeah. Anh thấy nó tương ớt quá trời. Mến không ăn tương ớt được cả nhà. Mỗi lần mà mới ăn tương ớt á, tối là phải đi trực à. Ngộ lắm. Trực phi à? Ừ. Ngon nha. Ghẻ rồi đó em. Ngậu nó ghẻ hả? Nói chung là ngon cả nhà. Mến nói chung là cảm ơn Hậu đã cho anh biết cái món ăn như thế này. Một cái bánh hamburger giá 50k. một ngày ăn của anh. Một ăn cái một cái bánh thôi mà một ngày ăn cả nhà. Nói chung á thì ở trển thì đâu có gì ăn cả nhà, thì cứ vòng vòng thôi. Đó, mua đồ ăn về làm ăn là chú cháu với Tí ăn rồi. Nhưng mà mến ngủ Tí đi miết xuống đây chơi mà Tí không có đi đâu cả nhà. Từ khi là mến ngủ đi quay thì đi, còn mà nói rồi đi xuống Văn Gan chơi hoặc là nói rồi đi xuống nhà Ly bạn gái của chú chơi là không có đi cả nhà, ngại lắm. Cũng định Ly cũng nói hoài à, nói để anh ngủ Tí xuống đây nè, để cho Tí đi xuống đây chơi rồi chở Tí đi ăn đồ này kia rồi, nhưng mà ngủ Tí không có đi. Mến mời cả nhà nha. Ngon quá mà ăn sợ ăn không nổi luôn cả nhà, chắc để lại tối ăn thêm á. Ngon, ăn thử không? Ngon, tương ớt không ạ. Rớt, nó rớt uổng lắm cả nhà. Wow. Ngồi chạy xe điện không? Ngồi chạy xe điện không? Thôi. Chạy xe điện hả? Ừ đó.
Có khi nào nó vừa được em đâu. Nghe đó. Sao sắc không mà chọn sắc không mà. Mất công em lo nó tội tội gì cái tên đó. Không cả nhà quánh giá đi. Mến định là chưa, nhưng mà cái đoạn này á bơ hâm cái gì cái miếng phô mai cái gì nó chảy ra, cho nên phải gác ăn cho hết luôn để ngon, để ngon nó chảy ra hết ngon cả nhà. Còn này phần của em Hậu không?